Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, lũ lụt miền Trung năm nay là một tải ương khủng khiếp và dự trù có thể có một cơn bão cấp 13 cũng sẽ tiếp tục đánh vào miền Trung nước Việt. Điều đó làm nhiều người lo âu vô cùng. Nhưng cũng có những người ở hải ngoại và ngay cả những người trong nước không giúp đỡ gì cho miền trung thì thôi nhưng mà thích phê phán thích phê phán hôm nay tôi uh, xin góp ý với những cái phê phán nó không có trúng thứ nhất họ nói rằng là cái lũ lụt miền trung là cứu lũ thì đương nhiên nhưng mà bây giờ đó là tại sao không trồng cây để cho nó gọi là sạt lỡ này nọ rồi uh, uh, có nước lũ Người nào mà nói câu nói đó, đó là người đó không biết gì hết về vấn đề thiên tài. Toàn là lấy cái kiến thức thấp tè tè ở dưới rồi nghĩ rằng nó là như vậy. Lũ lục không phải rằng là bảo là bão nào cũng giống nhau hết. Bảo ở cái vùng tôi ở thưa quý vị. Mỹ ở đây nó gọi là vùng vịnh Mexico, Gulf of Mexico. Mỗi một năm từ đầu tháng 6 cho đến ngày mùng 6 tháng 11 được chính thức được, được gọi là mùa bão. Chính thức được gọi là mùa bão. Bão đánh vào đó từ 80 mau trở lên tức khoảng chừng khoảng chừng là 120 cây số 1 giờ đó từ 80 mau trở lên thì được gọi là bão cấp 1 rồi cứ vậy họ tính họ tính lên tới khi mà lên tới 160 mao 1 giờ tức là khoảng chừng 225 cây số 1 giờ thưa quý vị thì được gọi là bão cấp 5 nhưng không phải lúc nào cũng bảo cấp 5 đánh vào, vào vùng vịnh hết. Lâu lâu mới có một lần. Thí dụ như là bão Katrina đánh vào vùng vịnh, đánh làm cho New Orleans tan nát không còn một cái gì cho tới ngày hôm nay hệ quả của nó vẫn còn. Đó là bão Katrina năm 2005. Không phải lần nào cũng có bão Katrina được hết. Lâu lâu mới có một lần. Còn mà bão cấp 1 á, 80 mau một giờ đó, thì rất là nhiều. còn dưới cấp 1 á, mà tiếng Mỹ nó họ gọi là tropical storms đó, là tức là trở, trở thành là coi như là cơn bão mùa thôi, thì không kể nữa. nên khu vực của tôi ở đó năm nào cũng thấy bão như năm nay là đã biết bao nhiêu trận bão rồi, nào là delta vừa mới quá, sắp sửa vô nữa. nên bão là một cái chuyện bình thường ở những khu vực ven biển. nhưng mà cái khu vực của miền trung á là cái con đường đi của của bão khi bão nó đi nó đi đó thì là nếu mà gió ở trên mà gió lạnh nó thổi xuống đó, thì nó giữ được đó còn cái gió nam nó thổi lên đó, thì cho nên là miền trung là hứng chịu bão nhiều nhất cũng giống như là ở tôi ở đây là vùng vịnh Mexico là hứng bão là Florida, New Orleans và Texas chạy đâu cho thoát đâm nào cũng có hết mà bão vào đó vì ở thường xuyên cho nên người ta biết rất là rõ ràng là phải chống bão như thế nào chứ giống như người miền trung họ cũng biết là tại sao phải chống lục như thế nào nên là bảo rằng là chứ không biết để rồi có sạc lở không trồng cây đó đó là tùm bậy đó là suy đoán những người đó họ cứ nghĩ nè họ nghĩ ra thôi chứ họ cũng, họ không có thực tế quý vị có biết là sạc lở nó không phải là do trồng cây mà thôi mà nó còn do nhiều yếu tố khác không phải cây là giữ được đất hết Cỏ, cỏ tranh Cỏ giữ được đất ghê gớm lắm Cỏ chỉ trong vòng 3 tháng là giữ được đất rồi Nên nói mà nói bừa không có biết gì hết Cỏ mà chắc là cái cỏ mà cỏ Mỹ nó gọi là cỏ vấu đó Cỏ mà nó ghim xuống nó giữ lại đất Chứ Chỉ khoảng 3 tháng một là nó giữ được đất Nhưng mà không phải vì cái vấn đề mà cỏ và cây không mà thôi Đương nhiên cây và rừng Những người dân ở đó họ biết họ trồng đã giữ đủ Nên mấy người kia là chỉ suy luận thôi Tôi nói với là như là cơn bão Katrina đánh vào đó Ảnh hưởng các cái cây đó, nó gãy nó, nó, bứng cả rễ 220 mấy mai một giờ hai Xin lỗi 220 mấy cái số một giờ Bứng, bứng rễ luôn Hồi tôi nhớ là tôi con tôi lúc đó là mới có ba đứa một đứa có một đứa có hai tuổi một đứa năm tuổi một đứa tám tuổi mà tôi lúc đó là quyết định trụ lại không có chạy giả bão ở nhà thì lúc đó bảo đánh vô khoảng chừng 125 mai một giờ Tôi thấy mấy cây sồi của nhà trước nhà tôi nè Nó xẹp xuống rồi nó hất lên rồi Nó xẹp xuống rồi nó hất lên này. Cây sồi đó út tree đó nó cứng mà nó còn ấy nó muốn bứng rễ lên luôn mấy đứa con của tôi nó vẽ nó vẽ bảo mỗi lần bảo nó nó là bảo nó vẽ hồi đó nó vẽ sao là nó vẽ cây đó cái xẹp xuống bứng lên gió nó thổi cái nguy hiểm là cái tốc độ gió khi mà nó cái cây nó xẹp đó, mà nếu mà ở trên sườn á sườn đồi đó thì cái cây nó xẹp xuống một cái thì nó nó dơ rễ ra nó dơ rễ ra rồi làm sao cái sức gió nó thổi qua rễ nó làm cho nó sói mòn luôn cả nó bứng luôn cái đó lên thì nó mới bật ra và mưa xuống là đó là đó nó gây ra cái sạt lở là chỗ đó mà năm nào những cái cơn gió lớn nó như vậy nó gây ra sạt lở ở dưới Corpus Christi ở dưới Mẹ Cơ ở cái vùng của tôi ở rất là nhiều tôi biết rất rõ cái chuyện đó còn mấy cái ông chưa trải qua cái ngồi cái suy đoán không trồng cây sao quý vị biết họ không trồng cây Chỉ thích là, là để gọi là soi mối chữ bới chính quyền thôi Ngoài cái đó ra không làm gì hết Cứu trợ không giúp đỡ cái gì cũng không? không Chỉ biết là tìm coi có cái cách gì đó là để chữ bới chính quyền rất là bệnh. Rất là bệnh. Họ cũng không phải là nông dân, họ cũng không phải là những người chuyên về lâm về lâm sản. Nhưng mà lúc nào cũng thích chỉ mồm vô như vậy sạt lở nguyên do chính yếu là gió gió bứng gốc gió bứng cây rồi bắt đầu là gió nó thổi qua những cái gốc cây đó rồi mưa lớn xuống nữa cho nên là nó thấm vô rồi nó mới bứng ra nó ra là sạt lở sạt lở nằm ở chỗ đó rất là trầm trọng đương nhiên trồng được cây lâu lâu đời thì tốt còn cây mà khoảng chừng 10 năm hai chục năm là nó bứng như chơi bứng như, chơi chứ không nói gì hết đó. Cho nên nó là người Mỹ khi người ta trồng cây đó mà những cái nơi đó người ta còn trồng cỏ nữa cơ. Trồng cỏ sao cỏ tại vì cỏ nó có về cho nó giữ rất là nhiều. Đó là cái góp ý của tôi đối với những kẻ chỉ biết chĩa mồm về tấn công nhà nước trong cái lúc khó khăn này và tôi cũng biết rằng là mỗi một lần như vậy đó ở bên mỹ này cũng vậy mỗi lần cứu trợ cũng đều có những cái tích cực và đương nhiên cũng có những cái tiêu cực có những người tham lam có những người này người nọ có những người muốn chiếm công có những người ta đây này nọ đó là xã hội loài người chuyện bình thường nên tôi cũng biết rằng là việt nam cũng phải đang trải qua như vậy là có những cái tiêu cực của do chính người dân lúc mà đang khốn khó có những người thích lấy thêm rồi có những người mà làm biến hoặc là có những người nói rằng là chính phủ chính quyền địa phương không giúp tận tình chưa chắc mình chưa hiểu hết được địa phương nào cũng muốn cho địa phương mình lên hết á. nhưng mà thí dụ như mình nói là mình dùng xuồng nói là địa phương giúp xuồng đi xuồng thì nếu mà địa phương giúp thì cũng phải rằng là chứ là địa phương có hay không đấy chứ Xuồng đó là xuồng đó có phải là chỉ để, để ưu tiên cho những người tự tự nghĩ xuống mà để đi giúp mà còn có phải ưu tiên cho việc gì khác mình đâu biết. Họ có những cái ưu tiên Mà mình có biết sự xài xuồng không? Hay là mấy cái người mà thành phố xuống chưa biết xài xuồng đứng lên trên 3, 3 giây, 4 giây, 5 giây nó đắt nó té xuống dưới nước nữa còn nguy hiểm hơn nữa. Mỗi lần xuồng chạy hay cano chạy á, là nước đó, nó đâu có phải nó đứng yên nó, 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 nó bập bệnh, nó bập bền thì chưa những cái đồ mà nó chưa có bị hư thì chưa của nhà dân thì nước nó tạt vô thì nó còn không khéo nó còn làm hại nữa nên cũng phải biết cách sử dụng xuông sử dụng cano vân vân và vân vân những cái tiêu cực đó là những cái tiêu cực nhỏ có thể điều chỉnh được những cái tiêu cực đó là những cái tiêu cực nhỏ có thể điều chỉnh được vấn đề đây là bây giờ quan trọng nhất là lá rành đùm lá rách giai đoạn này là hãy bỏ qua những cái coi như mình làm ngơ trước những tiêu cực cái đã để mình làm sao mà giúp cho dân thoát qua khỏi cái cơn cảnh khốn khó này cái đã sau khi mà xong hết rồi bình tĩnh rồi thì chúng ta sẽ rút ưu khuyết điểm đây không phải là lúc mà để ngồi mà chỉ trích đương nhiên lúc nào xã hội nào ngay cả nước mỹ này khi đi cứu trợ như cứu trợ Harvey vừa rồi cứu trợ Katrina cũng vậy có nhiều cái tiêu cực nó xảy ra nhưng mà tiêu cực có đó biết đó đã biết đã không phải là không biết biết để đó để đó rồi sao sau khi xong hết rồi chúng ta sẽ rút ưu khuyết điểm và tính những kẻ nào tham lam cũng sẽ truy tố mỹ cũng như cũng vậy thôi đợi xong hết rồi bắt đầu mới tính tham lam mà nếu mà anh gọi là anh giao trinh tức là anh làm những cái chuyện gì đó để gọi là giá cả lên cao mắc mỏ anh cũng bị tính nhưng mà giai đoạn này thì chưa Trong lúc đang xảy ra Rồi có nhiều cái khó khăn Người này người nọ rất là vất vả Mệt mã Mạng người tính trước Sức khỏe và mạng của người tính trước Sau đó rồi mới tính những cái tiêu cực Phải ưu tiên như vậy Chứ không phải bây giờ là cứ mang ra cái ngồi cái chỉ trích, chỉ trích và chỉ trích Thích chỉ trích Không làm những người chỉ thích chỉ trích thôi nhất là ở bên hải ngoại này mà không có làm thì chích thích gọi là ồ chỉ vẽ cho người ta làm thầy dạy người ta không à thích làm thầy người ta không à cái giỏi thì sáng tay áo lên mà làm giỏi là sáng tay là áo lên mà làm ở bên Việt Nam đó thấy không có nói gì nói đó họ nấu bánh tét bánh trưng biết bao nhiêu rồi và họ đổ dồn về cho cho miền Trung nếu quý vị nói là quý vị giỏi hay thôi thà gửi về cho nhà mình bảo là cho y. Chú ơi tôi gửi về cho 300 đô nấu giùm cho tôi 300 cái đòn bánh tét gửi xuống cho mình Trung giùm cho tôi cái đã. Từng đó thôi đã đủ rồi. Khi mà quý vị làm xong cái đó rồi quý vị tha hồ chỉ trích thì được. Còn chưa làm cái gì hết mà đi chỉ trích rồi là chả làm gì hết. Bây giờ là cứu cho dân trước cái đã. Cứu xong rồi mới làm cái gì làm rồi thấy ra là à, ai sai ai trái gì là phải đưa ra nó có lý luận có bằng chứng có nhân chứng đầy đủ chứ không phải nói khơi khơi phải có tinh, tinh thần tích cực xây dựng chứ không phải là tinh thần tinh thần tiêu cực chỉ trích thì đất nước mới đi lên phải có tinh thần tích cực xây dựng những cái tiêu cực từ từ giải tỏa thì đất nước của chúng ta mới thành công Giai đoạn này đối với dân miền Trung là lá lành đùm lá rách. Nói như vậy tôi mới nhớ đến cái câu chuyện là hồi năm 1964, hồi đó tôi mới sinh ra con bé tí tẹo à, tôi không biết gì hết, thì nói như vậy đi. Nhưng mà nó là sau này thì mới biết thôi. Mà biết qua những cái bài nói chuyện của ông, lúc đó là ông Thủ tướng Trần Văn Hương. Năm 1964, một cơn bão cũng của Mỹ nó là cơn bão cấp 3, 125 mau một giờ đánh vào miền trung nước Việt. Cơn bão đó là cái cơn lũ phải nào. kinh hoàng trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Sạt lở thì đương nhiên có. Chết mấy chục ngàn người. Bao nhiêu căn nhà bị trôi. Tan nát không còn cái gì. Thủ tướng Trần Văn Hương phải đi kêu vận động cả thế giới. Tài liệu còn. Đó là cơn lũ lịch sử ngay tại Sài Gòn cũng có nhiều người phải đứng cầm ống lon để xin tiền cứu trợ lũ lụt. Đó, thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa đó, lũ lụt miền Trung ở tỉnh, ba tỉnh là Quảng Trị nè, Thừa Thiên nè, Quảng Nam nè. Cũng sạt lỡ nè, có phải là không trồng, đó, cây đâu, vẫn trồng cây đó. Sao không nói đi, Thiên tai là thiên tai, không phải năm nào cũng có một cái cơn lũ giống như vậy, không phải có năm nào cũng có 125 ma một giờ mà đánh vào miền Trung như vậy. Nhưng mà vì năm nay cũng vậy thưa quý vị là sau khoảng chừng có lẽ là đã 41 năm mới có một cái cơn lũ, cái sức gió lớn như vậy nó thổi vào miền Trung. thổi vào miền Trung thì dân bị tai ương, tai trời ách nước thì mình chia sẻ và thông cảm mình tìm mình cứu giúp được cái gì trước mình cứu giúp chứ không phải ngồi đó rồi cái nghĩ suy nghĩ lung tung đó, rồi là rồi là phê phán là tại sao không trồng cây rồi thà để như vậy rồi gì đó tôi thấy quý vị không phải là con người quý vị không phải là con người đối với tôi nha đối với ai không biết là đối với tôi cái đó đó không phải là thái độ của con người đó không phải là thái độ của con người Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.